Trận thua đáng thất vọng của tuyển Việt Nam tối qua chính là cập nhật mở màn bản tin ngày 22 tháng 3. Bên cạnh đó, việc Manchester United tìm ra người thay Anthony hay một ngôi sao vừa chơi tay tuyển Anh cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Đội tuyển Việt Nam thua tối thiểu Indonesia. Saka rời đội tuyển Anh. Manchester United tìm ra người thay thế Anthony. Đến làm khách trên sân Bung Karno của Indonesia và đội tuyển Việt Nam đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Cả trận binh đoàn rồng vàng không có cú sút trúng đích nào nên đành bất lực với nhiệm vụ chọc thủng lưới đội bạn. Bên kia chiến tuyến, các nỗ lực của Indonesia được đền đáp với bàn thắng ở phút 52 do công của Eki Maulana Fikri. Chung cuộc, đại diện xứ Vạn Đảo thắng tối thiểu Việt Nam để vươn lên đứng thứ hai tại bảng F với 4 điểm ở trong tay. Ở chiều ngược lại, thầy trò Philippe Troussier chịu muôn vàn sức ép trước cuộc tái đấu với đối thủ nhiều duyên nợ trên sân Mỹ Đình vào tối thứ ba tuần sau. Dù được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với đối thủ yếu Philippines, nhưng Iraq đã bất lực trong việc mở tỷ số trong hiệp 1. Mọi chuyện chỉ thay đổi phút 84 khi Muhammad Ali chọc thủng lưới đại diện đến từ Đông Nam Á. Thời gian còn lại không ghi nhận thêm bàn thắng nào được ghi nên Iraq đã thành công trong việc đánh bại Philippines với tỷ số tối thiểu. Kết quả ấn tượng trên giúp Iraq dẫn đầu bảng F với 9 điểm trong tay. Ở chiều đối diện, Philippines xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm và rất khó để đi tiếp. Ngoài hai trận đấu tại bảng F thì sự chú ý của người hâm mộ cũng được dồn vào cuộc đụng độ giữa Hàn Quốc và Thái Lan tại bảng C. Với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, đại diện xứ Kim Chi có tới 25 cú dứt điểm về phía khung thành đội bạn và ghi được bàn thắng cuối hiệp 1 do công của Son Heung-min. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở nửa sau cuộc đấu khi Thái Lan gỡ hòa thành công và một đều cũng chính là tỷ số khi trọng tài nổ hồi còi mãn cuộc. Trái với sự thất vọng mà Hàn Quốc tạo ra thì một ông lớn khác của bóng đá châu Á là Nhật Bản đã phần nào thể hiện sức mạnh khi đánh bại Triều Tiên 1-0 để dẫn đầu bảng B cùng 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với đối thủ Thụy Điển và Bồ Đào Nha đã sớm thể hiện được sức mạnh của mình. Phút 24, Rafael Leao mở tỷ số cho Seleção châu Âu trước khi Matheus Nunes nhân đôi cách biệt không lâu sau đó. Thậm chí lợi thế của tập thể áo bã trầu còn được gia tăng trước khi hiệp 1 kết thúc do Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45. Thời gian sau đó ghi nhận việc đại diện Bắc Âu có 2 pha lập công nhưng Bồ Đào Nha cũng có thêm 2 lần phá lưới đối thủ. Chung cuộc, Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-2. Danh sách các ngôi sao và chia tay được tập trung của những đội tuyển vừa có thêm cái tên Bukayo Saka. Được biết, chân chạy cánh Arsenal đã rời trại tập trung của Tam Sư như một biện pháp để phòng các chấn thương. Điều này đặt ra thử thách cho Gareth Southgate trong nhiệm vụ giành chiến thắng ở hai trận giao hữu gặp Brazil và Bỉ. Ở chiều ngược lại, Arsenal cần làm mọi cách để đảm bảo việc Saka có mặt ở đại chiến với Man City vào cuối tháng. Đây là cuộc đấu có thể định đoạt cả mùa giải nếu huấn luyện viên Mikel Arteta rất cần trong tay đội hình mạnh nhất. Tương lai của Anthony tại Manchester United không được đảm bảo và Quỷ Đỏ đã bắt đầu tìm kiếm nhân sự thay thế ngôi sao người Nam Mỹ. Hiện tại, chân chạy cánh Pedro Neto của Wolves đang là nhân tố nhận sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng không dễ để Manchester United hoàn thành thương vụ trên do cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn khác. Do vậy, Quỷ Đỏ cần phải hành động sớm trong việc tiếp cận ekip của Neto. Trong những ngày đầu lên tuyển tập trung cùng tuyển Na Uy thì Erling Haaland đã gặp một số vấn đề nhỏ liên quan đến thể lực. Việc này làm dấy lên những lo ngại về khả năng đá chính của trụ cột Manchester City trong các trận cầu cấp độ quốc tế sắp tới. Tuy vậy, những cập nhật mới nhất cho biết Haaland khả năng cao sẽ xuất phát ngay từ đầu trong các cuộc đấu gặp Cộng hòa Séc và Slovakia. Chưa chính thức công bố chuyện hợp tác nhưng Real Madrid và Kylian Mbappe vẫn đang khẩn trương thống nhất những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng. Một trong những chi tiết quan trọng nhất là mức lương đã được tờ Le Quip tiết lộ vào hôm qua. Theo đó, thủ quân tuyển Pháp khả năng cao trở thành ngôi sao có mức đãi ngộ tốt nhất Bernabeu khi đút túi hàng tháng số tiền từ 2,5 đến 3 triệu euro. Do vậy, tính xác thực của thông tin trên vẫn cần được truyền thông xem xét khi các thông tin chính thức xuất hiện. Ngoài dự báo đãi ngộ của Mbappe tại Real Madrid thì tờ Le Quip còn gây chú ý khi công bố top 5 cầu thủ được trả lương cao nhất Bundesliga. Ở vị trí dẫn đầu là Harry Kane và dường như số tiền mà Bayern Munich bỏ ra hàng tuần không hề lãng phí khi tuyển thủ Tam Sư vẫn duy trì được hiệu suất làm bàn ổn định. Ngoài chi tiết trên thì việc 4 cái tên còn lại trong top 5 cũng là người của hùng xám xứ Bavaria thu hút khá nhiều sự chú ý.
Cụ thể Neuer, Müller, Coman cùng Gnabry là người nối gót Kane trong bản danh sách cầu thủ được trả lương cao nhất Bundesliga. Vào giữa tháng sau thì Barcelona sẽ đụng độ Paris Saint-Germain ở vòng tứ kết Champions League. Đây không hề là đối thủ dễ chơi, nếu huấn luyện viên Xavi rất cần có trong tay đội hình mạnh nhất. Nguyện vọng trên phần nào được bộ phận y tế của Barcelona đáp ứng khi họ vừa đảm bảo việc Frankie de Jong kịp bình phục cho đại chiến với ông lớn nước Pháp. Quả là một cập nhật kịp lúc giúp Blaugrana tiếp tục ôm mộng có vé vào vòng bán kết của Champions League. Brahim Diaz mới lên hội quân cùng đội tuyển Maroc và tập thể châu Phi, muốn nhận được nhiều sự đóng góp hơn từ cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid. Thậm chí, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Maroc có lên báo bày tỏ nguyện vọng thuyết phục nhân tố sinh năm 99 góp mặt tại Thế vận hội Paris sắp tới. Tuy nhiên, còn một góc nhìn quan trọng chưa được nhắc đến là Real Madrid khi kiền kiền trắng không quá cởi mở với việc để các trụ cột thi đấu tại Olympic trên đất Pháp. Rõ ràng trận thắng kịch tính trước Liverpool đã giúp huấn luyện viên Erik ten Hag nhận thêm rất nhiều niềm tin về khả năng tại vị. Thậm chí cựu cầu thủ Gerard Pique còn lớn tiếng ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan cùng tuyên bố: "Tôi vẫn tin Erik ten Hag là một huấn luyện viên rất giỏi. Tôi không biết liệu ông ấy có thể xoay chuyển tình thế hay không. Nhưng chiến thắng trước Liverpool thật đáng kinh ngạc. Đó là chiến thắng sẽ tiếp thêm năng lượng cho Manchester United trong phần còn lại của mùa giải." Chelsea đang muốn bổ sung thêm nhân sự ở vị trí hậu vệ trái là Anton Robinson của Fulham, là cái tên lọt vào tầm ngắm của ông lớn thành London. Tuy nhiên, cả Bayern Munich lẫn Manchester United đều có sự hứng thú với cầu thủ 26 tuổi. Do đó, một cuộc cạnh tranh quyết liệt nhiều khả năng sẽ xảy ra giữa ba ông lớn của bóng đá lục địa giả. Hợp đồng giữa Andriy Lunin và Real Madrid sẽ hết hạn vào tháng 6 của năm sau, nhưng kẻ kiện trắng rất muốn kéo dài giao kèo trên. Nguyên nhân là bởi thủ môn Đông Âu đã phần nào thể hiện được năng lực trong thời gian Courtois vắng mặt. Do vậy, Los Blancos sẽ sớm bày tỏ sự tin tưởng Lunin và đề đạt yêu cầu gia hạn. Ở chiều ngược lại, nguyện vọng của ngôi sao Ukraine chưa quá rõ ràng và cầu thủ này cần sớm thông báo quyết định với câu lạc bộ chủ quản. Leny Sioro đang là cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng khi nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Thậm chí Real Madrid còn cử tuyển trạch viên thường xuyên tới Pháp để theo dõi và đánh giá những màn trình diễn của tài năng 18 tuổi. Thế nhưng không dễ để kẻ kiền trắng có được nhân tố sinh năm 2005 khi Paris Saint-Germain cũng đã theo rất sát Sioro từ đầu tháng giêng. Do vậy chắc chắn bến đỗ của sao mai xứ lục lăng vẫn còn là một ẩn số khó giải đáp. Tammy Abraham đã ngồi ngoài 285 ngày vì chấn thương dây chằng chéo trước, nên thông tin về quá trình bình phục của tiền đạo này rất được các fan AS Roma quan tâm. Trong buổi tập hôm qua, cựu cầu thủ Chelsea đã có thể tham gia một phần cùng với các đồng đội sau thời gian dài vắng bóng. Động thái trên mở ra viễn cảnh về việc Tammy Abraham ngồi dự bị trong những cuộc đấu tới của ông lớn nước Ý và bỏ ngỏ khả năng quay lại đá chính ngay ở giai đoạn cuối mùa. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Loạt trận quốc tế sẽ tiếp diễn trong những ngày tới với loạt đại chiến đáng chú ý. Thông tin về những cuộc thư hùng trên và các cập nhật khác sẽ xuất hiện liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.